Nguyễn Thủy Chi, thường được biết đến với nghệ danh Chi Pu, là một nữ ca sĩ, diễn viên, người dẫn chương trình, người mẫu ảnh. Cô được công chúng biết đến sau khi lọt vào top 20 Miss Teen Việt Nam 2009. Khán giả biết đến Chi Pu nhiều hơn khi cô tham gia series phim ngắn 5X Online vào năm 2012, từng một thời được thế hệ chính ít yêu mến. Xuất thân là người mẫu với gương mặt xinh đẹp, Chi Pu đã trở thành cái tên quen thuộc và cực hot tại thời điểm còn hoạt động ở miền Bắc. Lúc bấy giờ, ngoài việc là một hot girl mới nổi, người đẹp Hà Thành còn được cộng đồng mạng chú ý bởi mối tình đẹp với nam rapper Cường Sen Ven. Năm 2014, Chi Pu quyết định nam tiến phát triển sự nghiệp diễn xuất. 3 năm sau, 9X bất ngờ ra mắt MV đầu tay mang tên Feel Like O và nhận được phản ứng trái chiều từ khán giả. Trong một lần trả lời phỏng vấn, cô nói ở Việt Nam, khi đã cầm mic lên thì đã là ca sĩ. Còn chuyện mọi người ghét câu nói này thì tôi cũng đành chịu thôi. Câu nói này đã làm khán giả có nhìn không mấy thiện cảm với Chi Pu, họ cho rằng cô quá tự tin. Rồi sau đó, những clip cô hát lay chanh, phô, không lên nốt cao được bị khán giả lan truyền khắp nơi trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, các đồng nghiệp cảm thấy khó chịu khi họ bao năm khổ luyện mới có thể thành ca sĩ, mà Chi Pu lại nói rằng cầm mic lên là ca sĩ, dù rằng câu nói của cô lúc đó đã bị cắt ghép nhưng hàm ý của nó cũng khiến các đồng nghiệp không thích. Vậy là màn debut đầu tiên Chi Pu đã không được lòng cả khán giả và đồng nghiệp. Có thể nói vạ từ miệng mà ra là đây. Thậm chí, Chi Pu còn tiếp tục nhận về vô vàn anti-fan, nhiều người cho rằng cô đang quá tự tin vào bản thân, mặc dù cả hai MV ra mắt trước đó đều thu về lượt dislike khủng nhất năm 2017. Anti-fan của Chi Pu ngày một nhiều, họ đào lại các clip cũ của cô, trong đó có đoạn cô bảo đồng nghiệp ngu ngốc khi cả hai thất bại trò chơi. Năm 2019, khi tham gia một chương trình truyền hình, cô đã nhận định về anti-fan, nhiều khi em nghĩ rằng họ có vấn đề về tâm lý, thần kinh. Vì sao họ lại đeo bám cuộc đời của em đến như vậy, và họ cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cảm xúc, tâm lý của em. Nhưng mà may thay, chắc là do cái sự bản năng của mình là một người khá cứng đầu. Với những phát ngôn này cô lại nhận về một rổ gạch đá từ khán giả. Có thể thấy Chi Pu tích lũy anti-fan ngày một nhiều là do những phát ngôn của mình, có thể lúc đó Chi Pu không ý thức được việc giữ hình tượng, cô thể hiện thẳng thắn những quan điểm có phần tiêu cực, tự tin thái quá làm khán giả khó chịu. Thực tế Chi Pu cũng đã thấm thía việc này sau 5 năm ca hát, cô trưởng thành hơn trong suy nghĩ và không còn những phát ngôn gây sốc. Không chỉ Chi Pu mà ngay cả Trấn Thành hay Ngọc Trinh cũng tích lũy không ít anti-fan từ những lần vạ miệng. Trong khi Chi Pu bị ghét với câu nói cầm mic lên là làm ca sĩ, thì Trấn Thành bị bầm dập với câu ai thích hào quang, thì cứ lên đây nếm 4 chữ hào quang rực rỡ, hãy nếm nó đi và biết nó là cái gì. Còn Ngọc Trinh thì lên bờ cuống ruộng với câu yêu mà không có tiền, thì cạp đất mà ăn. Ở thời đại mà mạng xã hội hiện diện khắp mọi nơi như hiện nay, dù người nổi tiếng chỉ thở thôi khán giả cũng đã biết chỉ trong vòng vài giây. Những điều tốt có thể người ta không nhớ, nhưng những điều dở thì luôn bị người ta bàn tán. Khán giả bây giờ không còn dễ dãi như trước đây, có coi trọng đồng tiền hơn, có thể chi tiền cho thần tượng, nhưng cũng có thể tẩy chay nếu thần tượng làm họ thất vọng. Khi yêu thích một ai đó chúng ta thường sẽ kỳ vọng rất nhiều vào người đó. Chính vì kỳ vọng quá nhiều, nên khi thần tượng gây ra lỗi lầm fan sẽ rất thất vọng. Khi thất vọng quá lớn thường sẽ gây ra những hành vi tiêu cực mạnh mẽ, để giải tỏa cảm xúc, như tẩy chay, quấy rối, chửi bới trên mạng xã hội, vâng. Những ngôi sao ca sĩ diễn viên Hàn Quốc, Trung Quốc rất ý thức được điều này. Hình tượng họ xây dựng và giữ gìn rất kỹ càng, luôn giữ một thái độ tôn trọng với người hâm mộ, mỗi bài đăng trên mạng xã hội hay những phát ngôn luôn có một bộ phận quản lý và kiểm duyệt. Vì vậy nếu xác định làm nghề nghiêm túc và lâu dài, các nghệ sĩ Việt Nam cần giữ gìn hình tượng cá nhân tốt đẹp nhất trong mắt khán giả, thái độ luôn luôn hơn trình độ và không nên để mọi thứ trong đầu đi ra bằng đường miệng, mà nên chọn lọc thật kỹ trước khi mở lời.